Đứng lên hát con gọi bé bé với chị đi. Đang hát bài gì nữa đây ạ? Bài Quê Hương. Quê Hương em biết tên tên em ạ. Sao biết hả? Em quên. Đồ Lê Mí. Đồ Lê Mí. Không, không, bài đỏ và xanh. Đỏ xanh là đấy. Đỏ xanh thì không biết đâu, Đồ Lê Mí thì cũng được. Con gọi bé bé đi, cứ lần lượt đi. Con gọi bé bé. Bắt gì đi chị? Hai ba ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Nhà nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gần nhau là cười. Ô, hai chữ chữ à? À, trên bên chính chảo, trên bên nào đó? Ok, chip lên hát đi, chip lên. Ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, ngồi ăn rồi. Đừng tham ăn đấy. Đừng tham ăn đấy. Đừng tham ăn đấy. Đây, Giang lên hát bài con. Bà má mà. Bà má mà. Bà má mà. Rồi, hai, ba. Bà má mà. Bà má mà. Bà má mà. Bố đang mặc chụp chị Hằng. Bố thứ này chụp chị Hằng từ nãy rồi. Giới thiệu hết bài một con vịt. Đúng rồi. Sao lại một con vịt? Thôi lên đi. Thôi. Cả ba luôn. Cả ba lên nhá. Cả ba lên bài một con vịt đi lên. Ta đi. Không chơi không hỏi bà.